Thưa quý vị, chỉ trong 9 tháng năm nay, cả nước có hơn 10.200 ca HIV mới được phát hiện và hơn 1.100 người tử vong do virus này. Đáng báo động là tình trạng lây nhiễm HIV trong giới trẻ gia tăng. Bấy lâu nay, nhiều quan niệm sai lầm, kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng người đồng giới vẫn tồn tại và tiếp tục đẩy tình trạng nhiễm HIV trong nhóm này lên cao, đồng thời làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho các cộng đồng dân cư khác, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em. Đây là một buổi tọa đàm lần đầu tiên được tổ chức cho sinh viên và các bạn trẻ. Ngoài việc chia sẻ các vấn đề xoay quanh cộng đồng LGBT, buổi tọa đàm còn chia sẻ các kiến thức, biện pháp trong phòng chống HIV/AIDS. Vấn đề này được chia sẻ cởi mở và thẳng thắn. Chúng tôi đã rất là lo lắng khi mà cái tỷ lệ nhiễm HIV càng ngày càng trẻ hóa, nên đây là phát sáo đầu tiên cũng như là một cái sự kiện đầu tiên. Hy vọng rằng nó sẽ mang lại rất là nhiều kiến thức cho các bạn, giải tỏa cho các bạn những cái căng thẳng bức bối về giới, để giải phóng, để mấy bạn có thể hiểu được mình là ai. Sự thay đổi rất nhiều trong cả một cái hệ thống của ngành y tế. Và chính vì vậy thì công tác phòng chống HIV/AIDS cũng gặp phải không ít những cái khó khăn khi quay trở lại để triển khai hàng loạt các cái dịch vụ từ xét nghiệm và tự xét nghiệm ở tại cộng đồng, hay là tiếp nối với các cái hoạt động của dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và kết nối họ với công tác chăm sóc và điều trị. Và chính vì vậy thì chúng tôi cũng đã có đưa ra rất nhiều những cái văn bản, những cái hướng dẫn kịp thời và tăng cường tổ chức đào tạo, đặc biệt đối với những cái tỉnh, thành phố mà có những cái cán bộ mới. Việt Nam đã giữ vững tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư luôn ở mức dưới 0,3%. Tuy nhiên, một thách thức đối với công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam là nhiều người vì sợ bị kỳ thị, còn chưa tiếp cận với các biện pháp điều trị. Đây sẽ là nguồn lây cho cộng đồng. Nhiều người có HIV có thể chưa xét nghiệm vì còn ngại. Thứ hai là nhiều người có thể đã biết tình trạng HIV của mình nhưng chưa tiếp cận điều trị. Làm thế nào để họ kết nối vào điều trị một cách nhanh và thuận tiện nhất? Hiện nay, thuốc điều trị ARV đã được bảo hiểm y tế chi trả. Thậm chí hiện nay đã có nhiều loại thuốc mới, ví dụ như thuốc tiêm tác dụng kéo dài, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người có HIV. Do vậy, điều quan trọng là làm thế nào để người có HIV biết tình trạng của mình và kết nối họ vào điều trị. HIV/AIDS không còn là án tử. Người mắc vẫn có thể chung sống bình thường trong cộng đồng hoàn toàn bình thường nếu tuân thủ điều trị. Cục phòng chống HIV/AIDS cũng khuyến cáo việc sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, tăng cường nhận thức về phòng chống HIV để tránh lây nhiễm.